dân chung tay bảo tồn thiên nhiên cũng như bảo vệ vọc trà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. Loài vật được coi là nữ hoàng của các loài linh trưởng, là biểu tượng đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng. Hôm qua, nhiều pano quảng cáo tại một số điểm nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố đã đồng loạt được thay bằng hình ảnh của loài vọc này. Trên các pano được thay thế cũng gửi đi thông điệp rất rõ ràng, cùng chung tay bảo vệ vọc trà vá chân nâu. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thiên Bách Minh thực hiện.